bù béo, đi đâu vậy? Lại đây, lại đây. Ủa, mày ăn cái gì vậy? Tao ăn thịt heo. Cho tao xin miếng đi. Xin cái gì mà xin, muốn ăn thịt tử mới làm đi. Những cái loại không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn. Thôi, cho tao xin miếng đi. Tết với nhau rồi sao mày vẫn còn khó tính vậy? Mày về nhà mà mày lấy mày ăn. Mà quên, nhà mày làm gì mà có thịt heo để mà ăn Tết? Cái Tết năm nay nhà mày chỉ có ăn rau thôi. Mày khinh thường người hơi bị quá đáng rồi đấy. Coi YouTube ít thôi. Mày được, bây giờ tao về nhà tao làm nguyên một con heo khổng lồ cho mày coi. Mày làm được cái cục kích đi. Ừ, mày nhớ tao đấy. Mày xấu hơn cái chó nhà tao nữa. Ơ, cái thằng này là... Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuân Trẻ Châu đây, thì mình chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Thì mình đang quay nguyên một con heo 20kg. Tại vì thằng bộ béo nó dám khinh thường mình các bạn ạ. Tại vì nó dám bảo mình là không có thịt heo để ăn Tết. Cho nên mình tức quá mình về quay nguyên một con heo 20kg để trả thù nó, cho nó chịu cái tội dám khinh thường người khác các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy mình quay heo đẹp không? Mình vừa mới đi học quay heo về đấy. Mình tức bộ béo quá các bạn, nên mình quay nguyên con heo này ở giữa trưa luôn. Mình sẽ quyết tâm trả thù thằng bộ béo. Tại vì bộ béo nó dám khinh thường mình các bạn ạ. Thì con heo của mình cũng đã chín rồi, bây giờ mình sẽ bỏ ra mâm để thưởng thức luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm sạch con heo này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cạo mấy cái đen đen này đi để cho con heo đẹp hơn. Con heo của mình cũng đã xong, thì nhân dịp đầu xuân năm mới, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức con heo này. Thì trước khi thưởng thức, mình sẽ mời bố mẹ mình vào thưởng thức chung. Bố mẹ ơi! Thưởng thức con heo này đi bố mẹ, con heo này á là con mua ấy. Ôi giời, con có con heo to thế. Chù, con heo này nặng 20kg đấy mẹ. Thế à? Ô, con dao của bố giỏi nhờ. Vâng, quay giỏi con heo chỗ. Ơi, ngon thế, thơm thế. Con heo này á, chính tay con làm đấy. Con giỏi thế, tự con làm á hả? Vâng, bữa sau bố mẹ muốn ăn heo, bố mẹ chỉ cần mua heo về thôi là con tự nướng, con tự quay cho bố mẹ coi. Con trai mẹ giỏi lắm. Vâng. Con trai mẹ giỏi nha. Này, cắt cho mẹ miếng này. Ôi, mẹ cho mẹ miếng da này, rồi. Miếng da này ăn bao ngon luôn, giòn giòn á. Mẹ cảm ơn nha. Vâng. Bố ráng ăn cho nó béo lên chứ con dạo này thấy bố ốm quá. Con trai của bố giỏi, bố xinh con nhá. Đây, mình mời tất cả mọi người nhá. Chú, ngon quá. Ngon quá. Thơm ngon lắm. Rồi, này con mời mẹ ăn này. Cảm ơn. Rồi, mời tất cả mọi người nhá, mời các cháu nhá. Giòn đúng không mẹ? Giòn, ngon. Rồi giờ đến lượt con ăn nhá mẹ. Con giỏi rồi mẹ. Ui. Thì thịt của con heo này hơi mỡ, với lại lớp da bên ngoài ăn thì nó giòn giòn ngon lắm các bạn ạ. Còn bố, bố thấy con heo quay của con như thế nào? Con heo này con quay ngon, thơm. Cái da nó rất là giòn, ăn ngon lắm. Thế con mẹ, thấy con heo quay này của con như thế nào? Ngon, giòn, thơm. Heo thì hơi mỡ tí, thế nhưng mà cái mỡ của nó ăn ngon lắm. Heo kiểu heo tộc á, ngon lắm. Nè bố, cháu ăn bố. Mỡ nó ngậy.
ngon lắm. Cho xin miếng gì? Tôi vui lại ăn luôn. Ok các bạn ạ, Tuần Trẻ Trâu năm nay ăn Tết to quá, mua hẳn con heo 20 kg về ăn. Thế là mình vừa mới ngủ dậy, mình ra đây mình nhìn thấy cả nhà nó đang ngồi ăn ở trước nhà mình, nữa mình thèm chảy nước miếng luôn. Sau khi một hồi xin thì cuối cùng Tuần Trẻ Trâu cũng ok để cho mình vào ăn ké các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử. Nghe đồn là con heo này là Tuần Trẻ Trâu tự quay tự nướng các bạn ạ. Thấy tao giỏi không? Đúng không vậy? Đúng rồi. Nhưng mà mày thấy tao giỏi không? Giỏi, nếu mà như vậy thật là giỏi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt vài miếng ra ăn thử xem thử có ngon không nhá. Ok, đầu tiên thì mình sẽ cắt cái miếng thịt nạc này các bạn ạ. Chù cha con heo này nạc nhiều dữ ta. Ui anh em nhìn này. Ui dù. Ui nhìn anh em nhìn miếng thịt này. Ok, thì bây giờ mình sẽ chấm vào đây nhá. Thịt nó dai dai, ngọt ngọt các bạn ạ. Dai dai, ngọt ngọt, mềm mềm, ăn vừa phải, nó không có dai như thịt mực. Nói chung là ăn thịt cái con heo này khá là ngon các bạn ạ. Mình sẽ thử chấm với lại miếng muối này để ăn xem thử nhé. Tuyệt vời. Ngon lắm, quá tuyệt vời luôn. Đẳng cấp. À mà cái mục đích mày quay con heo này lên là để ăn Tết hả? Hay là có mục đích gì khác không? Không, tao có một mục đích nữa, trả thù thằng bộ béo. Ủa chứ nó khinh thường mày cái gì mà mày thịt hẳn nguyên một con heo vậy? Tại vì nó không cho tao một miếng thịt heo nên tao tức quá, tao về nhà tao làm nguyên một con heo luôn. Cái cả trưởng, nó không cho mày một miếng thịt heo, mày ghét rồi về mày làm nguyên một con heo để mày ăn luôn. Ừ, thôi mà nó còn chê nhà tao không có thịt heo để ăn Tết mày. Ờ, à, thế là về làm nguyên một con heo để ăn Tết luôn. Ừ, vừa ăn Tết vừa trả thù. Ê, nó kìa, nó kìa. Ê, biểu biểu. Vô đây. Chuẩn bị trả thù đi, trả thù chết mẹ nó luôn. Ây vô, con heo to như thế này ăn sao hết, đến tôi ăn phụ cho. Ủa, sao mày tự nhiên như người Hà Nội vậy? Ủa, sao mày biết tao là người Hà Nội vậy? Tao nhìn cái dáng mày là đủ biết rồi. À, đây là con heo mà Tuần Trẻ Trâu tự quay á. Tuần Trẻ Trâu mua về để quay để ăn Tết á. Biểu béo thấy Tuần Trẻ Trâu ghê không? Ghê, yeah. Đi không, ăn thoải mái. Rồi, mắm đây, chấm đi. Được mày quay ngon thì hết tôi được đâu. Thấy tao giỏi không? Nghề tay phải của Tuần Trẻ Trâu là làm YouTube. Nghề tay trái của Tuần Trẻ Trâu là quay heo thuê. Công nhận là cái da ăn giòn phết các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt thêm một miếng da nữa. Đây. Cái miếng da này bẻ luôn chứ không cần phải cắt các bạn ạ. Nó có mấy cái sợi chỉ này luôn, nhìn khá là hấp dẫn luôn. Đây mắm đây nhá, ai ăn thì chấm nhá. Ok. Sao? Ăn heo của tao thấy ngon không? Ngon quá trời luôn. Ngon sao sáng nay mày không cho tao một miếng thịt heo? Không rồi mày còn chê tao, mày còn thách thức tao làm nguyên một con heo khổng lồ. Không rồi mày còn chê nhà tao không có thịt heo để ăn Tết hả mày? Tao xin lỗi. Được, tao tha lỗi cho mày, nhưng cho tao thôi. Mày định tặng tao một câu đúng không? Tao tặng mày một câu, sống trên đời đừng bao giờ khinh thường người khác. Mày đặc biệt nữa, đừng bao giờ khinh thường tao. Tao là Tuần Trẻ Trâu. Vâng các bạn ạ, đây là cái kết cho những thanh niên chuyên đi khinh thường người khác, một pha trả thù đi vào lòng đất. Quá tuyệt vời luôn, một like. Thế đẳng cấp không? Quá đẳng cấp luôn. Mình chúc tất cả những bạn đang xem video của mình có một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Trong cuộc sống trong 2021 này luôn gặp triệu điều may mắn, tỷ điều may mắn nha các bạn. Và cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian năm 2020 đã ủng hộ mình và Tuần Trẻ Trâu rất chi là nhiều. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn nhé. Ok thì clip của mình sẽ dừng lại ở đây. Tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.